Gần đây, Mbappe đã ám chỉ Neymar là tên lười biếng, không chịu chuyền bóng cho mình sau khi rời sân. Người ta có thể đọc rõ từng từ bằng tiếng Pháp mà chân sút này nói với tiền vệ Gueye khi ngồi trên băng ghế dự bị. Huấn luyện viên Pochettino không thể phủ nhận mâu thuẫn giữa hai ngôi sao quan trọng của PSG nhưng cố giảm nhẹ tính nghiêm trọng của vấn đề. Dẫu vậy, đây không phải là lần đầu những lời lẽ phàn nàn chỉ trích đồng đội của Mbappe vào ống kính máy quay. Trước khi Euro 2020 khởi tranh, Mbappe tấn công Olivier Giroud khi trung phong của AC Milan than phiền mình ít được đồng đội, trong đó có Mbappe chuyền bóng. Trước khi xem clip, các bạn nhớ nhấn đăng ký và bật thông báo để ủng hộ cho kênh của tụi mình nha. Bóng đá là một môn thể thao đề cao tinh thần tập thể, điều đó ai cũng đã biết và cũng là lý do khiến nó trở nên thu hút và được rất nhiều người hâm mộ yêu mến. Tuy nhiên, ở một khía cạnh đối nghịch với tinh thần đồng đội, đó là lối đá cá nhân ích kỷ, đáng buồn vẫn đang tồn tại rất nhiều. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng những pha bóng thể hiện tinh thần đồng đội cũng như đan xen là sự cá nhân đáng lên án của các ngôi sao bóng đá các bạn nhé. Sự đáng sợ của Bayern Munich không chỉ đến ở chất lượng đội hình với rất nhiều ngôi sao, mà điều ác mộng nhất chính là những vì sao tinh túy đó luôn thi đấu vô cùng đồng đội và hiểu ý nhau, tạo ra một khối thống nhất cực mạnh. Người ghi bàn trong tình huống này là Corentin Tolisso, nhưng trái bóng lần lượt qua chân của Coman, Müller, Lewandowski rồi mới kết thúc ở trạm cuối cùng là tiền vệ mang số 24. Được đồng đội hỗ trợ nhiệt tình, thế thì chỉ cần đệm quả bóng cái rồi ăn mừng thôi Tolisso. Thể phủ nhận tài năng và khao khát được trở thành số 1 của Kylian Mbappe, nhưng rõ ràng trong tình huống này, ngôi sao người Pháp đã bị mất điểm khá nặng trong mắt đồng đội. Trong khi nhà vô địch thế giới 2018 đang dẫn bóng và chạy với tốc độ bàn thờ, thì người anh em của Mbappe cũng nhắm mắt nhắm mũi bứt tốc để hỗ trợ. Thế không nào số 7 của PSG lại quyết định lốp bóng chứ không chuyền ngang. Ôi bạn ơi, cá nhân như vậy là dở rồi bạn ơi. Luka Modric đã ghi được một trong những bàn thắng dễ dàng nhất trong sự nghiệp lẫy lừng của mình. Tại sao nó lại dễ đến vậy? Đó là bởi vì người đàn em Federico Valverde đã làm hết các công đoạn khó nhất luôn rồi còn đâu. Từ việc bắn tốc độ, dốc bóng cho đến kiến tạo, tất cả đều đã được tiền vệ người Uruguay thi triển một cách chuẩn chỉ. Và thế là công việc của Modric chỉ là nhẹ nhàng dứt điểm để điền tên mình lên bảng tỷ số mà thôi. Một pha bóng đã từng khiến Sadio Mane phải dỗi Mohamed Salah vô cùng luôn. Khán giả ai cũng có thể nhìn thấy, ngôi sao người Senegal đã chọn được vị trí tương đối thuận lợi và trống trải. Chỉ cần một đường chuyền của Salah là rất có thể bàn thắng sẽ đến. Ấy thế mà cựu cầu thủ AS Roma lại quyết định ngoặt bóng và tự mình dứt điểm. Đấy, xong cuối cùng là bị hậu vệ đối phương tước bóng ngay trong chân. Nước đi này sai quá sai rồi Salah ơi.
Trong một trận đấu giao hữu, Mario Balotelli đã khôn khéo chạy chỗ và thoát súng phá bẫy việt vị thành công để đối mặt với thủ môn đội bạn. Xong rồi đến cái khúc này, nó mới trở thành kinh điển này. Tiền đạo mang số 45 đã có pha xử lý đi vào lòng đất khi xoay người đánh gót trông rất chi là coi thường đối thủ. Huấn luyện viên của Man City khi đó, Roberto Mancini, tỏ ra rất tức giận và rút ngay cậu học trò ngỗ nghịch ra khỏi sân. Cay thực sự. Rằng Marcus Rashford khi đó rất cần bàn thắng để giải tỏa áp lực đang bủa vây, Bruno đã có hành động rất đáng khen ngợi khi nhường lại quyền đá penalty cho cậu em kém mình 3 tuổi. Điều đáng nói là cựu cầu thủ Sporting Lisbon đã có 2 bàn và đứng trước cơ hội có cú hat-trick. Nhưng không, Bruno Fernandes đã chọn cách giúp Rashford lấy lại tinh thần. Quả ư là tuyệt vời anh trai ơi. Thời kỳ đỉnh cao của bộ ba MSN tại Barcelona, không có một hàng thủ nào dám tự tin tuyên bố không sợ ba siêu sao đến từ Nam Mỹ này cả. Mà cả Neymar, Suarez lẫn Messi đều chơi thân và coi nhau như anh em nữa thì thứ gì chịu nổi. Trong lần Neymar bị phạm lỗi trong vòng cấm, Lionel Messi với tư cách người được ưu tiên đá luân lưu đã nhường lại quyền sút cho chính Neymar. Không phụ sự tin tưởng của ông anh, Neymar đã dễ dàng đánh lừa thủ môn đội bạn và xuyên thủng mảnh lưới. Đang có cơ hội ngàn vàng để ghi bàn mà lại còn lừa được qua thủ môn nữa thì việc phá lưới đội bạn nó lại là dễ với Gonzalo Higuain. Nhưng đó là khi chưa có sự xuất hiện của Cristiano Ronaldo. Sự có mặt của CR7 trong pha bóng này là hơi thừa nha. Vì ngoài việc trực tiếp tước đi màn ăn mừng của Higuain ra thì anh 7 không có đóng góp gì thêm. Pha bóng cực kỳ nổi tiếng của cựu đội trưởng Guti bên phía Real Madrid, ngôi sao người Tây Ban Nha hoàn toàn có thể dứt điểm và ghi bàn trong tư thế đối mặt với thủ thành đối phương trong tình huống này. Nhưng không, Guti đã khiến tất cả phải bất ngờ khi đánh góc rất chính xác ra phía sau để Karim Benzema kết liễu như kiểu có mắt đằng sau vậy. Thì ai đỡ được quả này bây giờ Guti ơi? Đã sở hữu khả năng săn mồi thượng hạng rồi mà lại còn được đồng đội hỗ trợ nhiệt tình thế này thì đúng là không ghi bàn thì hơi phí nhỉ Jamie Vardy. Mà đối với tiền đạo người Anh, không ghi bàn trong tình huống này nó mới gọi là chuyện lạ. Vardy sẽ không bao giờ bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn như thế này. Các cổ động viên Leicester City cứ yên tâm mà ăn mừng thôi.
Vừa rồi là những pha bóng thể hiện lối chơi xen lẫn giữa sự ích kỷ cá nhân và tinh thần đồng đội đáng khen ngợi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy video hấp dẫn, đừng quên ấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.